Dạ, chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Dạ, anh cứ Biết gì à, không? dạ anh cứ chia sẻ. Chúng biết tên gì không? Chúng biết tại sao bố cầm mua 10 cái hộp quà Kibo không? Cái này em chưa rõ lắm. Em thấy bảo À là tặng tặng quà mà không biết sao. đó, thì ra anh hiểu mục đích rồi, tức là cái vụ khoan bình xăng đó. Thì anh cũng có nghe những người bên đó nói, họ bảo là bên đó người ta khoan bình xăng á là không phải người ta đi ăn cắp xăng đâu, mọi người đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu sai, không phải là đi trộm xăng, mà do bên đó mùa đông tuyết nó lạnh á nha, xăng nó bị đông cứng, cho nên người ta muốn sử dụng xăng á thì người ta phải khoan, người ta lấy xăng về người ta hâm nóng lại cho nó chảy ra thì người ta mới sử dụng được. Thì bố cầm mới mua 10 cái hộp quà Kibo để gửi qua bên kia cho họ làm cái bật lửa, họ hâm nóng xăng lại để họ chạy đó. Cái Chung phải nắm rõ điểm này chứ, mà Chung mà nó mà đi khoan xăng ăn cắp xăng là Chung 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 dính vô cái lỗi là Chung xuyên tạc đó À nha. Chung phải có là đó, bây giờ Chung hiểu chưa, hiểu tại sao bố cầm mua 10 cái quà Kibo chưa, là ông gửi tặng bên đó đó. Ừ đó vậy nha. Rồi ok, xin mời Chung. Ok lắm không? Hợp lý không? em Chung thấy hợp lý không? dạ em cũng thấy tương đối hợp lý, tí nữa Ờ. các bác cầm cũng nên chia sẻ đó. Dạ thì em chào lại cả nhà. Thì góc độ cá nhân em nhìn nhận em chia sẻ số cái nội dung như thế này. Cái nội dung thứ nhất thì trước đây khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra, với chiến dịch quân sự đặc biệt được Tổng thống Nga Putin phê chuẩn và tiến hành tại Ukraine, với cái mục tiêu đề ra đó là phi vũ khí và phi phát xít hóa ở Ukraine, thì nhiều người cũng thắc mắc rất nhiều thì lý do tại sao thì lại cho rằng là là một nước tân phát xít, có những phần tử tân phát xít đang 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 thực hiện quyền lãnh đạo ở quốc gia Ukraine đó, và mọi người đều cho rằng đó là một bằng chứng hão huyền và không có thật. Tuy nhiên là qua theo dõi các phương tiện truyền thông, qua các cái kênh thông tin chúng ta cũng đã biết được, đặc biệt là cái tiểu đoàn Azov của Ukraine đấy, đúng không ạ? Thì không thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng Ukraine mà lại thuộc Bộ Nội vụ. Và trong cái cuộc xung đột này, ngay chính cả quân đội chính phủ và cái tiểu đoàn Azov này thì cũng đã có cái sự va chạm, cụ thể là cái việc bắn vào nhau, vì là cái lực lượng Azov này thì không có tuân theo bất kỳ một cái mệnh lệnh nào của quân đội Ukraine cả. Và sau khi các cái thông tin được phơi bày thì chúng ta đã thấy được cái biểu tượng, đúng không ạ? Một cách nó cụ thể rõ ràng về cái biểu tượng của phát xít trong các cái lực lượng của Ukraine. Và cái tư tưởng nữa là nó thể hiện là qua cái việc lật sử, phá hoại các Đúng rồi. cái tượng hay là các cái di tích lịch sử của Liên Xô để lại. Rồi là ca ngợi những cái thành phần phần tử trước đây đã tham gia cái nhà nước phát xít Đức đấy. Đấy thì chúng ta có thể cảm nhận được và nhìn thấy được đó, vấn đề là phát xít tại Ukraine. Thế thì tại sao em đặt ra một cái câu hỏi là tại sao là trước đây khi chiến tranh thế giới thứ hai đó thì lực lượng phát xít Đức đã tham gia đánh chiếm gần như toàn bộ khu vực châu Âu. Đấy. Và các nước đều tham gia chống lại, kể cả Anh, Pháp, đúng không ạ? Đều tham gia chống lại cái lực lượng này. Thì đến ngày hôm nay thì Ukraine lại có những cái phần tử này và lại được Mỹ và các nước châu Âu ủng hộ. Và được Mỹ và châu Âu ủng hộ thì chúng ta có cảm nhận được cái điều gì ở trong cái vấn đề này. Đúng không ạ? Cái câu nói chúng ta cứ nói là quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh, nhưng mà thực ra mà nói đó là cái thể hiện cái sự bá quyền của Mỹ và NATO trong về quyết định cái thể chế chính trị hay là con đường phát triển chính trị của quốc gia đàn em. Chúng ta cứ nói thế để mọi người có thể hiểu hơn.
Thế thì em cũng không thấy làm lạ, không làm lạ lắm khi mà các cái kênh thông tin báo chí và cái kênh truyền hình của Ukraine người ta xuyên tạc về về cái cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của chúng ta và cái bôi xấu, nói xấu, xuyên tạc về lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng ta. Bởi vì cái tư tưởng phát xít nó đã ngấm ngầm mà mầm mống phát triển ở Ukraine bao nhiêu năm nay. Thậm chí đến lịch sử văn hóa của người ta còn lật lại. Cụ thể là người ta còn cấm là gì? Cấm là không được dạy tiếng Nga trong trường học, cấm không được dạy được phát thanh hay là truyền hình các kênh tiếng Nga. Thì chúng ta thấy được rồi, cái chủ nghĩa phát xít cực đoan nó đã tồn tại ở Ukraine rất là lâu. Thế nên cái vấn đề người ta xuyên tạc thì em cũng không thấy làm lại. Thế nhưng mà em đánh giá ở góc độ khác. Anh em đánh giá ở góc độ như thế này. Để chúng ta đều hiểu Mỹ và NATO đã giúp cho Ukraine chọn bên rất rõ ràng trong cái cuộc xung đột này. Đấy, thì Ukraine đã chọn bên Mỹ và NATO mới dẫn đến cuộc xung đột ngày hôm nay. Thì cái việc dẫn dắt truyền thông Ukraine mà có bàn tay của Mỹ và phương Tây ở trong đấy, nó không có một điều gì nó quá lạ lùng cả. Đúng rồi. Cho nên là cái vấn đề người ta lợi dụng vào cái truyền thông của Ukraine, người ta xuyên tạc, người ta nói xấu về cuộc chiến tranh của đất nước chúng ta chống Mỹ xâm lược và nói xấu lãnh tụ của chúng ta, thì chúng ta có thể hiểu được. Đấy, có thể hiểu được là có bàn tay, đúng không? Ít nhiều có sự can thiệp, dẫn dắt truyền thông từ từ phía ngoài để tác động vào các cái kênh truyền thông của Ukraine. Thế nhưng điều em muốn nói ở đây ấy, là không những người ta nói xấu, người ta còn so sánh Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta với Tổng thống Zelensky của Ukraine hiện nay. Thế nhưng người ta lầm tưởng rất là to lớn ở một cái điều mà có lẽ mọi người nhìn thì cũng sẽ thấy. Một bên là một lãnh tụ của đất nước, đúng không ạ? Là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, được UNESCO công nhận năm 1987 rồi. Thế nhưng đã đưa, đúng không ạ? Đã đưa dân tộc Việt Nam chúng ta từ cái khói lửa chiến tranh, bị đế quốc thực dân cai trị, đô hộ, trở thành một quốc gia độc lập, là người dân Việt Nam đứng trên chính đôi chân người dân Việt Nam làm chủ đất nước Việt Nam như ngày hôm nay, thì lại đi so sánh với một anh mà đã đưa ra quyết sách nó không đúng, nó phi thực tế, và anh ấy là tự biến mình trở thành quân cờ trong tay của nước ngoài để đưa dân tộc đất nước Ukraine vào cái cuộc chiến này. Thì mọi sinh mạng của người dân Ukraine nằm xuống ngày hôm nay, từ binh sĩ cho đến dân thường, là đều có bàn tay, đúng không ạ, can thiệp của Mỹ và NATO, và trực tiếp nhất, trách nhiệm lớn nhất và tội nhân lớn nhất của Ukraine ngày hôm nay phải là Tổng thống Zelensky, không ai khác. Khi anh lựa chọn một con đường nó không đúng đắn, anh đưa dân tộc quốc gia mình trở thành một cái bãi chiến trường, thì anh lấy tư cách gì, đúng không ạ, để so sánh với một người đã giúp cho nhân dân Việt Nam giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, ổn định, hòa bình, phát triển. Nó đó là một sự so sánh thực tiễn và ấu trĩ. Thế nhưng mà tại sao người ta vẫn đưa ra để so sánh? Đó là một trong những hành động mà có thể nói là bao nhiêu năm nay rồi, Mỹ và các nước Tây Âu lợi dụng các kênh truyền thông bật, đặc biệt như Việt Tân, VOA hay là RFI, RFA và các cái thành phần chống đối trong ngoài nước, thì cái việc mà người ta đưa ra những cái ảnh chế vừa so sánh bao nhiêu năm nay rồi, chứ không phải đến bây giờ mới có. Thế nhưng cái điều đáng nói ở đây nhất là ngoài cái vấn đề người ta so sánh nó thực tiễn ra, so sánh một anh hùng dân tộc với một một người đưa đất nước mình vào cái dầu sôi lửa bỏng ra, thì còn cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề về ngoại giao. Trong khi đất nước Ukraine đang muốn tranh thủ sự ủng hộ của các nước để giải quyết cuộc xung đột này, thế nhưng mà anh lại liên tục có những cái nó không phù hợp với quan hệ ngoại giao đối với Việt Nam. Rồi. Thì thử hỏi, nếu như Ukraine cũng có các động thái tương tự đối với Mỹ và NATO, thì đất nước Ukraine
Sẽ ngả về ai trước khi diễn ra cuộc chiến này? Có phải là nếu như anh đưa lên những thông tin nó không đúng về Mỹ và NATO thì ngay lập tức anh sẽ bị cô lập và cấm vận ngay, thì liệu anh có còn sức để mà to mồm anh đứng ra anh nói xấu nhà nước Việt Nam hay không? Và cái âm mưu thâm độc ở phía sau nữa của các cái nước này nữa, đó là yêu cầu Việt Nam phải chọn lên. Trong khi đất nước của anh là một cái ví dụ điển hình và tiêu biểu nhất trong cái thời đại ngày nay, đó là cái việc lựa chọn bên không chính xác. Mỹ và NATO bây giờ người ta trả lời trắng phớt là người ta không can thiệp vào cái vấn đề này, người ta ủng hộ cái gì thì ủng hộ, nhưng mà các anh cứ chiến đấu với người Ukraine cuối cùng rồi đã. Thế thì kết cục lại là người dân Ukraine phải gánh chịu những cái đau thương tổn thất, chứ các nước khác người ta đâu có gánh chịu cái gì đâu. Quá lắm thì các cái nước Mỹ và NATO thì người ta tăng tiền thuế lên thôi để người ta bù đắp lại các khoản đấy, hoặc là người ta bán vũ khí, đúng không ạ? Người ta thu thuế của các công ty buôn bán vũ khí đó, hoặc là người ta ăn cướp trắng trợn các cái tài sản của các cái doanh nghiệp của Nga thôi, chứ người ta chả mất cái gì, người ta được lợi, người ta không mất đấy. Thế nhưng mà anh trong lúc tranh thủ đó thì anh lại có những cái động thái nó đi ngược lại với cái con đường đường lối ngoại giao và phá bỏ đi cái truyền thống hợp tác tốt đẹp của hai nước bao nhiêu năm qua. Đồng thời nữa ở phía sau là chúng ta nhận định được là gì? Nếu như Việt Nam chọn phe, đúng không ạ? Chúng ta cứ cảm nhận thôi. Dĩ nhiên chúng ta đã không không chọn phe nhưng chúng ta cảm nhận thôi. Thì hậu quả nó có khác Ukraine hay không? Khi Mỹ và NATO cách chúng ta nửa vòng trái đất, các nước châu Âu người ta cách ta nửa vòng trái đất, thử liệu Việt Nam chúng ta mà xảy ra cuộc chiến ở trên đất nước Việt Nam thì người ta có can thiệp không, hay người ta cũng đứng ngoài, người ta rót vũ khí vào và cũng để cho các anh đánh nhau đến người Việt Nam cuối cùng. Đó là Đúng chúng rồi. ta thấy được cái âm mưu thâm độc, đúng không ạ? Cái âm mưu thâm độc của cả cái nước này, người ta luôn có những cái kế hoạch, các cái chương trình mà chống phá ở nước chúng ta có bao nhiêu năm nay rồi, từ cái việc là tạo dư luận, móc nối tạo dư luận, rồi là gây dựng lực lượng chống phá, viết bài chống phá, rồi lên các chương trình chống phá, rồi là đưa ra những cái thông tin không chính xác để cho các báo chí, một số báo chí trong nước dẫn lại nhằm đánh vào cái lung lạc cái tư tưởng của người dân trong nước để người ta tìm cách người ta chống phá. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy nó rõ ràng rồi. Cụ thể như cái việc mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho phạm nhân Phạm Đoan Trang, chúng ta nhìn thấy. Thế thì chúng ta đã từng đặt ra câu hỏi, nếu như Việt Nam cũng trao giải thưởng cho Bin Laden hoặc là các cái người khác mà người Mỹ người ta xếp vào những thành phần chống đối với Mỹ thì có được không? Dạ xin thưa là không được. Bởi vì sao? Bởi chúng ta nhìn một cách nó theo quan điểm cá nhân em nhìn một cách nó đơn giản, nó nông cạn, nó không đi sâu về góc độ nào khác. Thế nhưng nếu mà Việt Nam công nhận cái người đó là anh hùng và trao giải thưởng thì ngay lập tức Mỹ và NATO sẽ cho rằng Việt Nam là đất nước tài trợ khủng bố, và sẽ có những cái gọi là chúng ta gọi là danh chính ngôn thuận để can thiệp quân sự vào đất nước chúng ta. Đúng Cái rồi, này nó là chắc chắn, đúng không ạ? Nó là rất chắc là chắn. thầm. Cụ thể các cái bài học như ở Afghanistan, đúng không ạ? Ở Afghanistan thì tổ chức Taliban là ai đứng đầu? Và cái người đứng đầu đó là do ai đào tạo? Thì bây giờ nó phơi bày rành rành ra đó rồi. Chúng ta đọc các thông tin chúng ta đều biết. Thì chúng ta thấy được cái âm mưu này nó rất là thâm độc và nó dựa trên nhiều yếu tố. Nó phát triển, nó có giai đoạn, nó có thời kỳ. Nó từng bước một để nhằm, đúng không ạ, chống phá, gây chia rẽ và tạo bất ổn ở đất nước chúng ta. Thì chúng ta nhìn nhận, chúng ta đối chiếu, chúng ta biết được những cái thông tin đó để chúng ta cùng nhau chúng ta lên án, phê phán những cái hành động ủng hộ những cái tư tưởng nó một cách cực đoan, phát xít như vậy nhằm phá hoại đất nước chúng ta. Đấy là góc độ chia sẻ thứ nhất của em. Với góc độ thứ hai thì mọi người ở Việt Nam chúng ta đều biết rồi, cái tổ chức Việt Tân nó là tổ chức khủng bố, đã được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xếp vào là tổ chức khủng bố bao nhiêu năm nay, móc nối với các đối tượng trong nước nhằm chống phá Việt Nam chúng ta. Thì các cái đối tượng tham gia các cái tổ chức khủng bố như của Việt Tân hay là cái tổ chức của Đào Minh Quân thì mọi người đều biết, đúng không? Sau khi vi phạm bị phát hiện,
thì chắc chắn là bị xét xử và đi tù. Thế thì khi hết giá trị lợi dụng thì các cái tổ chức này nó có quan tâm đến các anh đấy, các anh các chị đấy nữa không, các gia đình người ta nữa không? Hoàn toàn không có. Mọi người thấy rồi. Và nếu có quan tâm đi chăng nữa thì bằng cách là trốn chui trốn nhủi sang Thái Lan hoặc Philippines, sau đó là đưa sang, gọi là các anh bảo đi tị nạn sang các nước ở bên Mỹ và các nước Tây Âu. Thế thì cuộc sống người ta hiện nay như thế nào? Đó là bài học. Nhãn tiền là nhìn thấy ta biết. Khổ cực, làm thì không đủ ăn, đúng không ạ? Làm thì không đủ ăn. May lắm thì có một số thành phần thì ra rả được Việt Tân mớm lời, viết kịch bản cho, trả tiền thuê cho, nó gọi là lên, có những cái câu nói có thể nói là dung tục, thiếu văn hóa, bôi nhọ, xuyên tạc ở Việt Nam chúng ta. Chứ ngoài ra cái tổ chức Việt Tân này không có tác dụng gì ngoài cái tác dụng là được các cái chính phủ ngấm ngầm tài trợ để chống phá cho Việt Nam chúng ta. Thế thì Việt Tân lại ca ngợi, đúng không ạ? Ca ngợi vợ chồng Tổng thống Zelensky là dũng cảm, là anh hùng. Thế thì trước đây vợ chồng ông Ngô Đình Diệm hay là ông Nguyễn Văn Thiệu là có thể nói là cái cha đẻ của cái tổ chức Việt Tân này. Bởi vì ông Nguyễn Hữu Chánh cũng nguyên là tham gia các lực lượng ở trong cái Việt Nam Cộng Hòa, đúng không ạ? Thì có thể nói là cái Đúng rồi. người Hoặc cho mình nữa. cao nhất giai đoạn đó, có thể nói là dạ, đó là ông tổ của cái tổ chức khủng bố Việt Tân này. Thì chưa Đúng bao rồi. giờ thấy ca ngợi Cái cả, phong tặng danh hiệu là dũng cảm hay là gì đó cả, mà lại phong tặng cho gia đình ông tổng thống Zelensky này, đúng không? Và chúng ta nhìn nhận lại thêm một chút nữa, thế thử hỏi các cái tổng thống Saddam Hussein hay là Gaddafi, người ta có gia đình không? Có chứ. Thế đã có cái tổ chức nào phong anh hùng không? Người ta cũng kiên cường, đúng không ạ? Người ta cũng chống Mỹ và NATO đến cùng ấy, cho đến khi bị bắt và bị bắn chết ấy. Thế còn có phải người ta không trốn được đâu, người ta vẫn có thể có khả năng trốn được, cũng có thể đu được, đúng không ạ? Thế nhưng người ta rồi. vẫn ở lại đến giây phút cuối cùng. Thế thì tại sao lại không không phong tặng cho người ta, hay là những cái cuộc chiến đó là do Mỹ và Tây Âu tiến hành nên là Việt Tân ỉm đi, đúng không ạ? Ỉm đi, che giấu thông tin đi. Đấy. Cái vai trò của cái vị phu nhân này em không nói, em nhắc lại là một vị tổng thống, là một vị đứng đầu đất nước, thế nhưng mà khi quốc gia lâm nguy thì anh này đi kêu gọi không được thì các anh quay ra các anh có những cái động thái mà nó xuyên tạc, rồi là có cái động thái như là chúng tôi bị bỏ rơi, đúng không ạ? Ngửa trời than thân trách phận, trong khi cái tự do độc lập quốc gia mình thì anh không có cái nguồn lực tự lực tự cường ở trong nước để xây dựng phát triển đất nước, mà để đến khi đó rồi thì anh lại lên các anh kêu gọi, mà kêu gọi không được thì các anh xuyên tạc. Đó là bản chất, nó là thuộc về bản chất. Thì chúng ta thấy được cái đó để chúng ta biết được là cái tổ chức khủng bố Việt Tân ấy, thì từ trước đến giờ chống phá nhà nước chúng ta rồi, nó đưa ra cái thông tin ấy, thì chúng ta cần phải kiểm chứng, cần phải xác định lại. 100 tin nó đưa thì gần như 100 tin là nó nói xấu về đất nước chúng ta. Mọi người thông tin, mọi người cứ lên tìm hiểu xem có bao giờ nó đưa một cái thông tin nào chính xác ở Mỹ chưa. Ví dụ đơn giản thôi, cái vụ mà chúng ta nhớ cái cô Elizabeth Holmes của cái tập đoàn Theranos đấy, đúng không Đúng ạ? rồi. Nó Em cũng dễ hay. gần tương tự như cái vụ Việt Việt Á ở Việt Nam chúng ta đấy. Thế Việt Tân nó đưa không? Tại sao không đưa? Thì chúng ta biết Em đưa rồi, đâu. mục đích và tiêu chí của cái tổ chức này, mục đích và tiêu chí của tổ chức này nó thành lập ra là để chống phá nhà nước Việt Nam. Cũng giống như một số thành phần mà ở Mỹ bây giờ bảo ở Mỹ nhưng mà không không quan tâm chuyện nước Mỹ ấy. Đấy, chúng ta hiểu đó là cái tư duy của họ từ trước đến nay rồi, nó không có gì làm lạ cả. Thế thì cũng cũng qua cái diễn đàn ấy, để trao đổi để mọi người có thể nắm thêm một chút, có thể tìm hiểu cái nguồn gốc của cái tổ chức về khủng bố Việt Tân này như thế nào, và người ta đã có những hành động chống phá nhà nước chúng ta như thế nào. Đấy thì chúng ta biết được là chúng ta lên án và phê phán cái tổ chức này, đồng thời cũng phải hết sức cảnh giác trước cái luận điệu mà xuyên tạc của cái tổ chức này đưa ra.